Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư, mình đến với kênh của nhóm Balance Investment. Thì em là Thành, hôm nay em có một số cái chia sẻ về góc nhìn định lượng của phiên ngày 1 tháng 8 2022. Thì như anh chị mình ở đây cũng đã thấy nè, thì VN Index hôm nay kết phiên là 1231. Thì sau khi mà VN Index đã có phiên vượt qua khỏi cái kháng cự 1215 á, thì bây giờ mình đã có một cái hỗ trợ là vượt 1215 và một kháng cự mới là 1294. Đây thì vùng kháng cự 1215 này á, trước đó là một cái kháng cự đi, thì bây giờ đã trở thành một cái vùng hỗ trợ. Thì VN-Index có khả năng sắp giai đoạn tới nếu mà có điều chỉnh và giảm á, thì sẽ giảm về vùng 1215 này, đi ngang thu hẹp đà giảm và có thể phục hồi trở lại. Và cái điểm kháng cự của mình á, là vùng quanh 1294, thì em cho là đây là quanh 1003. Thì các nhà đầu tư mình á, đặt cái mục tiêu là tới vùng 1003 này á, mình có thể bán hạ tỷ trọng chốt lời. Còn khi mà bây giờ mình đang ở gần 1215 á, thì mình có thể gọi là tham gia tích cực hơn. Thì trong các phiên tới á, em đánh giá là có khả năng là VN Index sẽ kiểu như là có một cái phiên tăng giá tiếp, nhưng mà sau đó sẽ yếu dần và điều chỉnh. Thì tại vì như anh chị mình ở đây cũng đã thấy này, đây các bốn, ở đây có 4 phiên 1, 2, 3, 4 là quanh cái vùng 1, 2, 3, 6. Thì quanh 1, 2, 3, 6 này các nguồn cung họ cũng sẽ bán ra. Và ở đây dưới đi, từ dưới đi lên á, khi mà các nhà đầu tư nào mà họ đã mua ở vùng 1, 1, 8, 5 á, hoặc là 1, 2 á, thì sẽ chốt lời ở cũng quanh vùng 1, 2, 3, 3, 5, 3, 6 này. Thì tại vùng này em nghĩ là nhà đầu tư mình nên tránh mua đuổi. Mình có thể tham gia nhưng mà mình phải không tham gia với tỷ trọng thấp, với một số các cổ phiếu mà đặc thù là vừa mới biết mùa chen mới. Còn với các cổ phiếu mà trước đó đã có một cái chen tăng vài phiên liên tục rồi á, thì mình hạn chế tham gia. Thì em đánh giá là cái vùng này á, mình tốt nhất á, là mình nên để cho gì thị trường có một chút xíu điều chỉnh, thì khi đó mình tham gia sẽ có cái vùng giá đẹp hơn. Còn giai đoạn này á, thì khả năng là mình sẽ phải mua đuổi và mua ở giá cao. Nhưng mà vẫn những như hồi nãy em mới nói là có một số cái cổ phiếu nếu mà mình xem xét á, là nó vừa bước vào một cái trend tăng mới á, ví dụ như hôm nay đi là VN Index tăng khá là mạnh, thanh khoản cũng khá là cao, thì có một số cái cổ phiếu là hôm nay vừa mới bước vào một cái trend tăng mới, thì trong đó có một số cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Ví dụ như anh chị mình có thể thấy ở đây là ví dụ ngành chứng khoán đi, có các mã như HCM, VCI, SSI là điểm dòng tiền khá là cao nè. Nhưng mà trong đó chỉ có SSI với VND á, là hai mã cổ phiếu trong ngành chứng khoán có cái điểm tổng kết cao, thì chứng tỏ là hai mã cổ phiếu này á, có cái gọi là về mặt mà nếu mà nhà đầu tư mình mua mới á, thì mình sẽ mua mới yên tâm hơn là mua các mã cổ phiếu của HCM, VCI, dù điểm dòng tiền cao hơn nhưng mà điểm tổng kết thấp hơn, thì cái điểm mua của mình á, nó không có tối ưu bằng cái mã mà có điểm tổng kết cao. Bên em mã VND. Rồi. VND trước đó có một cái giai đoạn đi ngang tích lũy. Đó. Khi cứ gặp cái vùng mà là 19.6 là VND giảm. Đó, thì hôm nay có một cái phiên thanh khoản rất là lớn, 41 triệu cổ phiếu. Đây để em lùi về. Thì tính kể từ gọi là tính từ tháng 10 2021 tới bây giờ mới có một cái phiên có cái thanh khoản cao như vậy. Một cái giai đoạn đi ngang và một cái phiên thanh khoản cao bứt phá ra khỏi nền giá, thì em đánh giá là VND là một cái cổ phiếu vừa mới bước vô một cái giai đoạn tăng mới. Thì nhà đầu tư nào á, nếu mà mình chưa có cái mã nhà chứng khoán nào á, thì em đánh giá là VND là mã đáng đầu tư nhất hiện nay, thì mình có thể tham gia đầu tư vào cho VND. Ngành tiếp theo về mặt mà dòng tiền thì trong đó là ngành ngân hàng. Ở ngành ngân hàng có 3 mã top đầu về dòng tiền là SHB, CTG và MBB. Thì trong cả một danh sách này nè, chỉ có MBB là mã có điểm trên 8 chấm, là về điểm tổng kết là 8.1. Thì MBB á, hôm nay có một điểm tổng kết là 8.1, đứng hạng 5, là điểm mã tổng kết ngân hàng có điểm cao nhất. Thì đem đánh giá là MBB là mã ngân hàng mà nhà đầu tư mình
có thể gọi là đầu tư. Vì nếu mà mình đang quan tâm ngành ngân hàng á, thì MBB là một mã có điểm số khá là cao và cũng vừa mới bước ra khỏi cái nền tích lũy này. Hôm nay cũng một phiên thanh khoản khá là cao. Nếu mình đang quan tâm ngành ngân hàng á, thì mình có thể đầu tư cho MBB. Mã tiếp theo là thuộc về ngành bất động sản, thì ngành bất động sản là đứng top 3 sau chứng khoán ngân hàng. Trong ngành bất động sản thì mình cũng anh chị mình cũng biết là hôm nay cũng có nhiều mã bất động sản biến động khá là mạnh về dòng tiền, nhưng mà trong đó thì có một mã là VBI là có điểm tổng kết là 8.5. Thì VBI á, có điểm tổng kết trên 8.5 là vì VBI vừa mới có cái giai đoạn điều chỉnh sau phiên hôm nay là bứt ra khỏi cái nền các nền giá trước đó mà qua không được, là ở giai đoạn là vùng 64. Thì VBI bắt đầu là có cái phiên gọi là kết phiên cao nhất, cũng gọi giống như là mình VBI vừa mới lập đỉnh vậy đó. Thì các nhà đầu tư nào mà mình hiện tại đang quan tâm ngành bất động sản, ví dụ mình đã có DXG hoặc là KBC gì đó, thì nếu mình có muốn tham gia thêm ngành bất động sản á, thì mình có thể tham gia mã ngành bất động sản cái điểm tổng kết cao nhất là VBI. Về cổ phiếu đột biến, thì về cổ phiếu đột biến có thể điểm qua một số cổ phiếu gọi là nổi bật trong ngày hôm nay là Nam Kim, là KG, VND này, MBB này, ABH này và HNG. Em cũng điểm qua một cổ phiếu top 5 của cái hệ thống đánh giá là VBI, VND, HBC, SSI và MBB. Về danh mục đầu tư của nhóm thì hiện tại là Đất Xanh DXG là có cái tỷ suất lợi nhuận khá là tốt là 24.6. Thì DXG là bắt đầu là có hôm nay một phiên tăng mạnh, nhưng mà thanh khoản không có gọi là cải thiện gì là mấy, cho nên em đánh giá là sắp tới có khả năng á, là DXG sẽ có những nhịp điều chỉnh quanh cái vùng gọi là 27.3 này. Thì nhóm á, ưu tiên là bán ra khi mà cái nhu cầu mà bên mua người ta hiện còn đang muốn mua, cho nên là nhóm sẽ quyết định là bán và chốt lại DXG vào phiên ngày mai. Thì các nhà đầu tư nào biết mà mình đang nắm DXG cùng với nhóm á, thì mình có thể bán hết DXG ra và đợi cái điểm mua cho cổ phiếu khác. Còn về HCM và EDC thì nhóm vẫn giữ, tại vì HCM cũng chỉ mới vừa cùng ngành chứng khoán là bước ra một khỏi một cái nền giá thôi. EDC thì vẫn cũng chưa có một cái gì đánh giá tiêu cực, cho nên vẫn tiếp tục nắm giữ. Thì cảm ơn các anh chị mình đã theo dõi video. Chúc anh chị mình có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.